Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh phải ngồi xe lăn khi cùng đội tuyển Việt Nam về nước. 11 giờ 40 phút ngày 25 tháng 1, chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam về nước hạ cánh tại sân Nội Bài. Đội tuyển chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm 13 cầu thủ và huấn luyện viên Trausier về trước. Nhóm còn lại di chuyển ngày mai. Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh di chuyển bằng xe lăn. Cầu thủ này bị đau ở cổ chân sau trận đấu với Iraq hôm qua. Xuân Mạnh là một trong những lựa chọn ưa thích của ông Trausier ở ASEAN Cup 2023. Anh đá chính trong cả 3 trận đấu. Trong trận cuối với Iraq, Xuân Mạnh rời sân ở phút 77 để nhường vị trí cho Vũ Văn Thanh. Huấn luyện viên Philippe Trausier trầm lắng trong ngày trở về. Ông và học trò nhận nhiều áp lực sau 3 trận thua vừa qua. Những kết quả không tốt từ tháng 10 năm 2023 khiến đội tuyển Việt Nam văng khỏi top 100 thế giới, thành tích mà đội giữ vững từ năm 2018. Thủ thành Nguyễn Philip chụp hình cùng người hâm mộ. Đây là giải đấu đầu tiên của thủ môn này với đội tuyển Việt Nam. Màn trình diễn của anh được đánh giá là ổn. Sắp tới, khi Đặng Văn Lâm trở lại, khung gỗ đội tuyển Việt Nam hứa hẹn màn cạnh tranh thú vị giữa hai thủ môn Việt Kiều. Bùi Hoàng Việt Anh vẫn giữ nét buồn trên gương mặt. Cầu thủ này cảm thấy tiếc nuối khi đội tuyển không giành được kết quả tốt trước Indonesia và Iraq. Nguyễn Đình Bắc chơi ấn tượng trong lần đầu tiên tham dự ASEAN Cup. Tiền vệ của Quảng Nam ghi một bàn thắng đẹp vào lưới đội tuyển Nhật Bản. Đình Bắc tin rằng sân chơi số 1 châu Á sẽ là hành trang tốt để anh và các cầu thủ trẻ hướng tới vòng chung kết U23 châu Á 2024. Khuất Văn Khang và Nguyễn Thanh Bình nhanh chóng xếp hành lý lên xe trở về. Hai cầu thủ để lại dấu ấn nhất định nhưng chắc chắn nhận được bài học để cải thiện hơn trong tương lai. Các cầu thủ sẽ trở về câu lạc bộ để thi đấu V-League. Đến tháng 3, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho hai trận đấu với Indonesia ở vòng loại World Cup 2026.